Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái một cái mẫu mạch HE86 ngang ha. Cái mẫu mạch này cũng khá quen thuộc với anh em, nhưng mà ở đây vo mạch đã thay đổi ha. Mình đã thay đổi, mẫu mạch bên trong đã thay đổi. Đó. Tiếng ca tốt hơn, bass đánh mạnh hơn. Đó. Đây, bên trong vo mạch keo cơ tuyệt vời ha. Đây. ICC862BE. Rồi. Thì đối với mẫu mạch này công suất 80W cho phép mình sử dụng lo 3 tấc đơn hoặc là 2 tấc đôi. Okay, ha. Thì đối với mẫu mạch mới này công suất nó tăng cường lên. Mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Đó thì cho phép mình tải luôn cái chép 20 này, một lo chung này. Bass này bass HA này. HA chuyên cho lo bass HA, đánh cực tốt luôn ha. Đây, lắp cặp micro, UHF ha. Xếp được tần số và chỉnh được âm lượng, mic loại tốt ha, xịn ha. Ok, đang lắp bình ắc quy này ha. Rồi, mình thử test mic tiếng micro coi mượt hay không ha. 1 2 2 6 9 1 2 6. Ok, thì đối với cái mẫu mạch này thì bắt buộc mình phải xịt bình ha. Thì kèm thêm một adapter 15V để mình sạc bình ha. Đây, đang lắp bình micron auto chép bass volume, một cổng micro này ngó vào đã sạc bình này. Đây, cổng để gắn cái bình bên ngoài on off ha. Rồi bên trong bo mạch cho phép mình lắp cái đèn led 12V, bỏ ra micro này không dây này 5V, cho phép mình lắp micro 8V 5V đầy đủ hết, coi chưa. Rồi thử tiếng micro một lần nữa ha, có mượt hay không ha, tiếng ca tốt hay không ha. 1 2 2 2 6 9 9 9 9 9. Âm gió ngào ngạt dao dạt luôn ha, dạt dao luôn ha. Đó, như thế mới ca được đó, còn không có âm gió là không ca được đó. Giờ mình thử cửa nhạc đánh... Tìm màu sơn chân ái, thiên đường sắm đẹp Las Beauty trên Lazada cho mọi người. Ok ha, mình tiếp đoạn nhỏ cho các anh em xem có thứ tiếng ca ok không, good hay không ha. Đây thì cái mẫu bo mạch này gọi là mẫu bo mạch HE86 ngang ha, sử dụng ICCS 862BE công suất 80W
cho lô kéo 80W hoặc là 2 tấc đôi ha. Đây, video mình kết thúc tại đây ha. Đó.